Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Hải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hải Liêm được khám phá giới hiệu. Các em sẽ ấn thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 69 ôn tập phân số tiết số 1 trang 111 112. Trước mình sẽ làm câu số 1 phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A: phân số chỉ phần đã tô màu của hình bên là bao nhiêu? Thì mình quan sát hình này, mình xem có thể chia làm bao nhiêu phần bằng nhau. Cứ là mỗi một cái hình tam giác nhỏ này sẽ là một phần. Mình sẽ đếm kem có tất cả bao nhiêu hình tam giác, kem đếm ở giữa trước nha. Đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Chia là 14 phần bằng nhau, trong đó có 3 phần được tô màu. Như vậy sẽ là 3 phần 14. Như vậy 3 phần 14 chính là đáp án C. Như vậy con A các em sẽ được chọn đáp án C nha. Tiếp theo mình sẽ làm câu C B. Câu B: đã tô màu 2 phần 5 số cây nấm của hình nào dưới đây? Mình quan sát hình A. Như vậy ở đây mình có là mình sẽ đếm xem tổng cộng có bao nhiêu cây nấm ở đây. Đây là 5, 10, 15. Trong đó 5 sẽ được tô màu. Như vậy có nghĩa là 5 phần 15. 5 phần 15 rút gọn là 1 phần 3. Như vậy là không phải là 2 phần 5. Tiếp theo là câu B. Như câu B mình thấy là số cái nấm này các em có thể chia làm 5 cột bằng nhau. Và mình thấy là hai cột được tô màu, như vậy sẽ là 2 phần này. Đúng rồi. Như vậy câu B các em sẽ chọn đáp án B nhé. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 1. Câu số 1 các em hiểu bài. Các em xong hết video hay các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2. Mình sẽ viết số vào ô trống. Câu A: 64 phần 72. Mình thấy là bên đây là 64, bên đây là 32. Như vậy là 64 muốn biến thành 32 thì mình phải chia cho 2. Như chỗ này các em sẽ chia tử và mẫu cho 2. 64 chia 2 được 32. 72 chia 2 bằng bao nhiêu? Thầy sẽ tính nháp chỗ này nha. Mình sẽ lấy 72 chia 2. Mình sẽ chia nhầm. 7 chia 2 được 3, 3 nhân 2 là 6, 7 chia 6 còn 1. Hạ số 2 được 12, 12 chia 2 được 6. Kết quả đây là 36, đúng không? Tiếp theo mình sẽ quan sát có 32 phần 36, bên đây 36, bên đây là 9. 36 mà muốn biến thành 9 thì mình phải chia tử và mẫu cho 4, đúng không? 36 chia 4 bằng 9, 32 chia 4 bằng 8. Ở đây các em sẽ viết số 8. Ở đây mình có 8 phần 9, 8 bên đây là 40. Số 8 muốn biến thành 40 thì mình phải nhân tử và mẫu cho 5. 8 nhân 5 40, 9 nhân 5 45. Ở đây các em sẽ viết số 45. Đúng rồi. Tiếp theo là câu B: 90 phần 120. Mình thấy là bên đây là 120, bên đây là 12. 120 mà muốn biến thành 12 thì các em sẽ chia tử và mẫu cho 10. 12 chia 10 bằng 12, 90 chia 10 bằng 9. Ở đây các em viết số 9. Giờ bên đây là 9, bên đây là 3. Số 9 muốn biến thành số 3, mình sẽ chia tử và mẫu cho 3. 9 chia 3 được 3. 12 chia 3 được 4, kết quả là 3 phần 4. 3 phần 4, bên đây là 4, bên đây là 5. Số 4 muốn biến thành 5 thì các em sẽ nhân tử và mẫu cho 5. Đúng không? 3 nhân 5 là 15. 4 nhân 5 bằng 20. Như là 15 phần 20. Như vậy là mình xong câu số 2. Câu số 2 kênh hiệu bài. Kênh xong hết video hãy biết kênh hiệu bài nha. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3: quy đồng mẫu số các phân số. Giờ mình sẽ quy đồng mẫu số đây. Mình thấy có 3 phần 8 và 19 phần 32. Bên đây là mẫu là bên 2, 32, bên đây mẫu số là 8. Mình thấy mẫu số chung là 32. 32 chia 8 được 4, như 3 phần 8. Các em sẽ nhân tử và mẫu cho 4 nha.
3 phần 8 nhân tử bằng 1 chia 4. Giờ 3 nhân 4. 8 nhân 4. 3 nhân 4 là 12. 8 nhân 4 là 32. Kết quả sẽ là 12 phần 32. Tiếp theo sẽ là 37 phần 60 và 13 phần 15. Mình thấy mẫu số chung sẽ là 60. 60 chia 15 được 4. Như vậy 13 phần 15 các em sẽ nhân tử bằng 1 chia 4 nha. 13 phần 15 nhân tử bằng 1 chia 4. 13 nhân 4. 15 nhân 4. 13 nhân 4 sẽ là, mình sẽ nhầm, tính nhầm chỗ này. 4 nhân 3 12, với 2 nhân 1. 4 nhân 1 là 4, khi 1 nhớ là 5, 5 12. 10, 14 nhân 15 nhân 4 sẽ là 60. Đúng rồi. Kết quả là 52 phần 60. Tiếp theo sẽ là 5 phần 7, 8 phần 9 và 48 phần 63. Mình thấy là mẫu số chung ở đây sẽ là 63. 63 chia 7 được 9. Như vậy 5 phần 7 các em sẽ nhân tử bằng 1 cho 9 nha. 5 phần 7 nhân tử bằng 1 cho 9. 5 nhân 9. 7 nhân 9. 5 nhân 9 sẽ là 45. 7 nhân 9 là 63. Kết quả là 45 phần 63. Giờ tiếp theo là 8 phần 9. 63 chia 9 được 7. Như vậy 8 phần 9 các em sẽ nhân tử bằng 1 cho 7. Đúng không? 8 phần 9 nhân tử bằng 1 cho 7. 8 nhân 7. 9 nhân 7. 8 nhân 7 là 56. 9 nhân 7 là 63. Kết quả là 56 phần 63. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 các em hiểu bài. Các em xong khuất video hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 mình sẽ điền dấu nhỏ hơn, lớn hơn, nhỏ hơn dấu bằng vào ô chấm. Câu A 4/9 kg và 7/9 kg, mình thấy là cùng đơn vị là kg, thì các em so sánh hai phân số ha. Hai phân số có cùng mẫu số thì tử bé phân số bé hơn 4, bé hơn 7. Có nghĩa là 4/9 sẽ bé hơn 7/9. Chỗ này các em sẽ điền dấu bé hơn. Như vậy ở đây mình có 12/11. Đây là một phân số có tử số lớn hơn một số, có nghĩa là phân số này lớn hơn một. Phân số lớn hơn một có nghĩa là một sẽ bé hơn phân số này, nên chỗ này các em sẽ điền cho bé. Câu B 13/15 lít và 13/17 lít, mình thấy là cùng đơn vị lít. Các em so sánh hai phân số, đây là hai phân số có cùng tử số thì mẫu bé phân số lớn hơn. 15 bé hơn 17, có nghĩa là 13/15 sẽ lớn hơn 13/17. Chỗ này các em sẽ điền dấu lớn hơn. Tiếp theo sẽ là 14/7. 14/7 có nghĩa là 14 chia 7 bằng 2. Như bên đây là 2 lít, bên đây cũng là 2 lít, sẽ bằng nhau. Tiếp theo là 4/7 mét và 12/21 mét. Mình thấy là cùng đơn vị mét. Thì mình thấy là 4 phần 7, nếu các em nhân tử bằng 1 chia 3, 4 nhân 3 là 12, 7 nhân 3 là 21. Như vậy 4 phần 7 sẽ bằng 12 phần 21. Nên chỗ này các em sẽ điền cho bạn. Tiếp theo là 19 phần 6 mét và 3 mét. Thì mình thấy là 3 mét này mình có thể biến đổi thành một phân số có mẫu số là 6.
Thầy sẽ tính nhắc chỗ này. Như vậy số 3 thì kem có thể biến đổi thành một phân số có mẫu số là 6. Mình thấy là 3 nhân 6 18. Như vậy có nghĩa là 18 phần 6. Mình thấy là 18 phần 6 sẽ bé hơn 19 phần 6. Có nghĩa là 19 phần 6 này sẽ lớn hơn 18 phần 6, có nghĩa sẽ lớn hơn 30. Đúng không? Như vậy là mình xong câu số 4. Câu số 4 kem hiệu bạn. Kem xong hết video hãy biết kem hiệu bạn nha. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Có 3 vòi nước cùng chảy qua một bể. Trong 1 giờ thì vòi thứ nhất chảy được 1 phần 3 bể nước, vòi thứ hai chảy được 3 phần 8 bể nước, vòi thứ ba chảy được 7 phần 24 bể nước. Hỏi trong 1 giờ vòi nào chảy được nhiều nước nhất và vòi nào chảy được ít nước nhất? Như vậy câu này các em sẽ làm như sau. Bây giờ mình sẽ có 3 phân số 1 phần 3, 3 phần 8 và 7 phần 24. Bây giờ mình phải so sánh 3 phân số nào, xem số nào lớn nhất thì cái vòi tương ứng sẽ là chảy được nhiều nước nhất. Đúng không? 3 phân số đây là 3, 8, 24. Mình thấy mẫu số chung là 24. Như vậy là 24 chia 3 được 8. 1 phần 3 các em sẽ nhân tử qua mẫu cho 8 nha. Như đây mình để là ta có. Mình sẽ quy đồng mẫu số chứ. Một phần ba. Mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 8. 1 nhân 8. 3 nhân 8. 1 nhân 8 là 8. 3 nhân 8 là 24. Tiếp theo là 3 phần 8. Mình thấy là 24 chia 8 sẽ được 3. 3 phần 8 nhân tử qua 1 cho 3. Ba nhân ba, 8 nhân ba, 3 nhân ba bằng 9, 8 nhân ba là 24. Giờ bây giờ mình so sánh các phân số mẫu số là 24. Vậy mình thấy là có 3 phân số là 8 phần 24, 9 phần 24 và 7 phần 24. Thì mình thấy là 7 phần 24 sẽ là bé nhất. Đúng không? Mình thấy là 7 phần 24 sẽ bé nhất. Sẽ bé hơn 8 phần 24. Và bé hơn 9 phần 24. Nên như vậy là 7 phần 24 chính là 7 phần 24. Mình sẽ giữ nguyên 7 phần 24. Sẽ bé hơn 8 phần 24. 8 phần 24 là 1 phần 3. Và 9 phần 24 là 3 phần 8. Vậy mình kết luận là vậy. Như vậy là mình thấy là vòi nào sẽ chảy nhiều nước nhất? 3 phần 8 là của vòi 2, như là vòi số 2 sẽ chảy nhiều nước nhất. Như vậy là mình vậy cho 1 giờ. Vòi số 2. Mình thấy là vòi số 2 chảy được nhiều nước nhất. Và vòi nào chảy được ít nước nhất thì mình thấy là 7 phần 24 là vòi số 3 sẽ chảy ít nước nhất. Như là vòi số 3 chảy
Được. Được nhất. Được này. Như vậy là mình xong câu số 5 nha. Câu số 5 kem hiệu bài, câu xong khít video hãy biết kem hiệu bài. Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng và hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, kéo sau nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Thầy Liêm. Thầy chúc các em tốt, tạm biệt các em nhé.